Thỉnh quân. Khởi đầu trận tình hài hước của nữ trại chủ Bá Đạo và chiến thần Mặt Lạnh ngàn năm. Sau một thời gian dài chờ đợi, Thỉnh quân cuối cùng cũng đã lên sóng. Bộ phim có xứng đáng để khán giả bỏ thời gian theo dõi hay không? EQG bất ngờ cho biết Thỉnh quân sẽ lên sóng ngay trong tối 15 tháng 9. Đồng thời nền tảng này cũng tung lịch chiếu của các bộ phim trong thời gian tới. Trong khi đăng Bá Đạo nhiệt tình như ngọn lửa thì Lục Viêm lại hết sức lạnh nhạt, thậm chí còn không thèm thương Hoa Tiếc Ngọc mà đánh bay nàng ra khỏi cửa nhà mình. Thế mà đăng vẫn không bỏ cuộc, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để theo đuổi chàng. Tuy cho lời những tập đầu cho thấy nhiều tình tiết hài hước, nhưng vẫn còn đó ẩn tình về kiếp trước của đăng và Lục Viêm. Mà câu chuyện kiếp trước này lại trái ngược hoàn toàn với kiếp hiện tại, có vẻ sẽ nhuốm màu đau thương. Lục Viêm ở cạnh đăng cũng chỉ vì muốn thức tỉnh kiếp trước của nàng, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi chàng ngày càng yêu nàng sâu đậm, liệu chàng có nỡ từ bỏ nàng hay không? Nhậm Gia Luân và Lý Thẩm đều đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình qua những tác phẩm trước đây, vì vậy khán giả có thể hoàn toàn yên tâm về độ tự nhiên khi nhập vai của hai diễn viên. Bên cạnh đó, cả hai cũng tương tác rất ăn ý, phản ứng hóa học ở mức ổn và có tiềm năng bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai khi bộ phim đi vào giai đoạn ngọt ngào. Phục trang trong phim cũng được đầu tư khá đẹp. Nhậm Gia Luân đinh đạc, điển trai trong các bộ vest và áo khoác dài. Lý Thẩm linh hoạt đáng yêu với trang phục của trại chủ và mái tóc được đết gọn gàng. Thỉnh quân được chuyển thể từ tiểu thuyết tình quân tế kiệu của tác giả Viễn Tại. Nội dung phim kể về nữ trại chủ Vu Đăng Lý Thẩm, tính tình hào hiệp trượng nghĩa, vô tình cướp hôn phải một sát thần tướng quân, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm tên Lục Viêm Nhậm Gia Luân. Sau này nàng phát hiện ra kiếp trước mình là một thần nữ, đã từng có một chuyện tình bi thương với Lục Viêm, hai người vượt qua bao khó khăn thử thách cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.